chai rồi? Nay tất nhiên công ty muốn được 3 chai. 3 chai. Em có biết là nghị định 100 là bây giờ là phạt nồng độ cồn rất là tăng. Anh biết là sao mà không có khi mà ta nhậu rồi lái xe làm gì? Sao đi rắp này? Dạ không có. Nhiều người nhậu say bách nhè, lái xe loạn choạng, thậm chí nhắm mắt chạy về tông vào xe khác khi dừng đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông phạt nồng độ cồn, cù nhây không ký biên bản vì uống tất niên mà phạt gì, hay chỉ mới uống có một chai. Tối ngày 30 tháng 1 năm 2021, đội tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn trên đường Phạm Văn Đồng, là con đường được mệnh danh là phố ăn nhậu ở thành phố Hồ Chí Minh. Dù thành phố Hồ Chí Minh vừa có ca mắc COVID-19, người dân được khuyến cáo chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch, nhưng các quán nhậu vẫn đông người đi nhậu. Đáng nói hơn, nhiều người nhậu say bét nhè nhưng vẫn tự chạy xe về, gặp cảnh sát giao thông thì cù nhây với đủ lý do không chịu ký biên bản. Tại giao lộ Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định hướng từ cầu Bình Lợi về sân bay Tân Sơn Nhất, khi cảnh sát giao thông đang xử phạt vi phạm nồng độ cồn thì bỗng nghe tiếng rầm. Cảnh sát giao thông vội chạy đến để đỡ mọi người đứng lên thì một thanh niên mặc áo kẻ sọc vẫn nhắm mắt úp mặt xuống đất, người nồng nặc mùi bia. May mắn, hai người bị húc đuôi xe khi dừng đèn đỏ không bị thương tích gì. Riêng nam thanh niên này bị chảy máu ở chân mày, gãy mắt kính. Cảnh sát giao thông yêu cầu thổi nồng độ cồn, ban đầu nam thanh niên từ chối. Sau khi cảnh sát giao thông thuyết phục mấy lần, anh ta mới ngậm ống thổi. Kết quả đo nồng độ cồn của anh là 1,044mg trên lít khí thở. Sau khi cảnh sát giao thông lập xong biên bản, nam thanh niên không ký rồi bắt bẻ từng câu chữ trong biên bản, nhờ cảnh sát cơ động soi đèn để đọc cho kỹ. Cầm tới lui tờ biên bản, nam thanh niên lắc đầu, phải 15 phút sau anh mới chịu ký vào biên bản. Với mức vi phạm này, anh bị phạt 7 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày và tước bằng lái 23 tháng. Trường hợp khác, một người đàn ông điều khiển xe ô tô có mức nồng độ cồn trong hơi thở là 0,254mg trên lít khí thở, nhưng không xuất trình giấy tờ cho cảnh sát giao thông kiểm tra. Sau đó, ông liên tục nói có người nhà làm bộ trưởng rồi gọi điện thoại nhờ giúp đỡ, nhưng cảnh sát giao thông không chấp nhận, yêu cầu ông chấp hành nghiêm. Ông thở dài cho biết chỉ vừa uống một lon rưỡi và vẫn đủ tỉnh táo để chạy xe, mức phạt như vậy là không phù hợp. Sau nửa tiếng, người đàn ông này ký biên bản nhưng người đi cùng ngồi trên xe phải mất một thời gian mới chịu xuống xe và bắt bẻ cảnh sát giao thông. Trường hợp khác, phát hiện một người đi xe máy vào đường dành cho xe ô tô nên cảnh sát giao thông yêu cầu dắt xe lên lề để kiểm tra. Mức nồng độ cồn trong hơi thở của người này là 0,932mg trên lít khí thở. Bây hôm buổi chiều, ngày xưa đúng không? Cái đường này làm sao cho xe ô tô chạy, đúng không? Thôi, mình nói là nghe này, mình sai rồi, chấp hành. Nhưng mà anh ngồi nhậu từ mấy giờ mà tới bây giờ anh mới về? Từ 5 giờ sáng, 5 giờ chiều. 5 giờ chiều tới giờ mà uống có một lon. Một lon sao mà nó lên cao vậy anh? Hả? Một lon sao mà lên cao vậy? Người ốm yếu như thế áp cao nè. Đi rồi, người sẽ nhận cái cọp xuống đây. Thì tụi em uống có lon lâu ngày công ty tách đi thì mời nhau. Em ra từ Sài Gòn về tới đây luôn. Cái này là Sài Gòn hả? Nếu mà mức độ mà nói vi phạm như vậy á, nồng độ cồn dài á, là không bao giờ mà chạy được xe Honda từ Sài Gòn về với cái đường mà bắt đầu. Tụi em là công nhân đi làm công ty thì kiếm cái đồng tiền để nuôi trong gia đình thôi, đúng không? Bây giờ công ty tổ chức tết tin thì anh em xung họp uống
có nhiều đâu, có luôn, không thoải mái. Chuyện rất là bình thường, đâu có gì. Nếu mà tụi em mà xảy ra tai nạn hay cái gì đó không? Sau một hồi đôi co, người này không chịu ký biên bản và đi loanh quanh chốt cảnh sát giao thông bấm điện thoại. Với mức vi phạm này, anh sẽ bị phạt 7 triệu đồng, giam xe 7 ngày và tước bằng lái 23 tháng. Cảnh sát giao thông cho biết tuyến đường Phạm Văn Đồng có nhiều quán nhậu, dù là ngày thường hay cuối tuần đều tấp nập khách ra vào. Dù tối nào cảnh sát giao thông cũng lập chốt kiểm tra nồng độ cồn, nhưng nhiều người vẫn bất chấp vi phạm.